Hôm nay mình sẽ làm cái clip này để hướng dẫn cho các bạn cái mẫu câu để intro, mỗi câu dạng intro mà theo vòng hòa âm của giọng La Thứ nha, vòng nha. Hôm trước mình đã dạy đã hướng dẫn các bạn về cái vòng hòa âm của La Thứ rồi đó. Chạy theo vòng là cứ lên bậc 4 hoặc là xuống bậc 5 liên tục. La Thứ, Rê Thứ, Son Trưởng, Đô Trưởng, Pha Trưởng, Si Thứ Bảy, Giáng Năm, Mi Bảy và Rê Lại La. Thì chúng ta phải thuộc cái vòng này đã nhé. Thế thì chúng ta sẽ bấm lại cái vòng hòa âm đó. Hôm trước thì mình có cái video mình nói rồi, thì các bạn có thể ai chưa nắm được thì có thể mở lại cái video đó nhé. Mình sẽ để link ở phía dưới các bạn xem. Và trước khi làm clip này thì nếu mà ai chưa đăng ký lên thì vui lòng đăng ký kênh hộ mình nhé, và chia sẻ nếu thấy hay để mình có thêm cái động lực để mình làm. Rồi, bắt đầu vòng hòa âm của La Thứ. Bây giờ mình sẽ trước mắt lên rumba đã nhá, cái điệu rumba nhá, bolero thì nhá. La Thứ này cứ mỗi ô nhịp chúng ta sẽ chơi một hợp âm. La này 2 3 4, Rê này 2 3 4, Son này 2 3 4, Đô này 2 3 4, Pha Trưởng 2 3 4, Si 17 Giáng Năm 2 3 4, Mi 7 2 3 4, La. Đó, đi hết một vòng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dạo. Đối với vòng hòa âm dòng mẫu này thì chúng ta có thể chơi bất cứ intro cho bài nào mà giọng thứ nhé. Chúng ta có thể chơi bất cứ bài nào, hàng ngàn bài cũng được. Nếu mà chúng ta không thuộc cái intro của bài đó thì chúng ta có thể dạo theo cái mẫu của bài này nhé. Rồi, trước tiên là mình nhìn trên bản nhạc này, các nốt nhạc mình ghi đầy đủ đây, hợp âm mình ghi đầy đủ hết đây này. Mi rê mi này, mi la si đô mi rê, thấy chưa? Chà, mi này, mi la si do mi rê 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 do si nha, rê này rồi nốt rê này, rê này rê này là dấu nối sang nha, thì là mình đánh nốt này thôi, nó nối sang đây rê do si đó. Mi rê mi này, mi la si do mi rê 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 do si, nha. Rồi hợp âm thì là La Thứ, Rê Thứ, Rê Son Trưởng. Nào, mi rê mi, mi rê, rồi bắt đầu sang nốt mi là mới bắt đầu vào nhịp nhá. Mình đang lấy cái điệu rumba tempo khoảng 8-2 đi nhá, 8-2. Xíu nữa có thể mình chuyển sang các điệu khác cũng được nhá. Được chưa? Mi rê mi La Thứ này, mi la si do mi rê này, rê thứ này, rê rê do si bấm son trưởng, son si rê son fa mi, tiếp tục là son si rê son fa mi, được chưa? Mi rê mi này, mi la si do mi rê 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 do si son si rê son fa mi, được chưa? Đó, lại này. Sẽ bấm ở ở cái hợp âm đô trưởng. Đây, chúng ta thấy chưa? Chúng ta thấy là đều các cái mỗi ở đầu ô nhịp này đều có các nốt, như nốt mi này nó sẽ có trong La Thứ này đúng không? Rồi nốt rê này có trong Rê Thứ này. Đó, hợp âm theo vòng hòa âm là la rê son mi mà, son đô pha. Thì miễn làm sao mà các bạn cho các cái nốt này, cho các cái nốt ở đầu ô nhịp này nằm một trong ba cái nốt chính
của cái hợp âm đó. Ví dụ như đây la thứ này thì chúng ta có thể dùng nốt đô hoặc nốt la, đúng không? Mi re đô chẳng hạn cũng được, mi re đô, mi la si đô, mi re, đúng không? Là đều đều được hết. Hoặc là mi re đô, đúng không? Hoặc là mi đô la cũng được, mi la si đô, mi fa cũng được. Bởi vì re thứ này, trong cái re thứ này nó có các nốt là re, fa, la, đúng không? Thì ba nốt đều được cả. Làm sao mà ở cái đầu, ở trong cái ô nhịp nó phách đầu tiên chúng ta phải thiên về ba cái nốt đó nha. Rồi đây sang đây son trưởng là nốt si, re, đô, si, đúng không? Thì son trưởng, trong trong son trưởng có nốt si mà, đúng không? Đó, vậy thì chúng ta làm sao trong một trong ba nốt son, si, re chẳng hạn đều được. Nên là chúng ta làm sao cho hợp lý, tự đặt cũng được, tự dạo cũng được, các bạn cứ dạo theo cái vòng này nha. Sau nhuần nhuyễn rồi các bạn tự sáng tạo ra được. Đó. Rồi đây sang đây nốt mi này, son son si re son fa mi, đó mi là có trong đô trưởng, đó đô mi son, đó có hiểu chưa? Cho nên là khi dạo hợp âm chúng ta sẽ ở cái đặt cái hợp âm nào thì chúng ta phải có một trong ba nốt của cái hợp âm đó nhé. Rồi lại nha, mi mi re mi này, mi la si đô mi re, re re đô si son si re son fa mi. Rồi lại này, đến đây là ngân ba phách, nốt mi này ngân ba phách này, không, nốt trắng chấm dôi là ngân ba phách. Rồi bắt đầu để qua đây chúng ta thay cái tiếng khác đi, đô si la phải là đô mi re nè, đọc này đô si la này, phà là đô mi rê, được chưa? Rê mi rê đô si la son mi si la, si đô rê mi son si la, được chưa? Thì chúng ta để mà học đàn tốt, nghiêm túc được, chúng ta nên phải biết nốt nhạc nha các bạn. Chúng ta nên học nốt nhạc cho rõ, cho kỹ để mà biết, chúng ta sẽ nhìn nhanh, học nhanh. Rồi. Tiếp tục cơ này, re đô si này, đô si la này, fa la đô mi re, được chưa? Đô si la, fa la đô mi re, si mở bảy giáng năm, si thứ bảy giáng năm, thấy chưa? Si thứ bảy giáng năm có nhớ không? Là nốt la, nốt si và nốt re, nốt fa, la si re fa, góc của nó là si re fa la, đúng không? Còn mà chúng ta bấm hợp âm trên organ là si la re fa. Rồi. La fa la do mi re, được chưa? Re mi re do si, mi re do si. La son mi si la. Được chưa? Do si la fa la do mi re, hai ba. Re mi re do si, la son mi si la. Si do re mi son si la. La này, si đô rê, các bạn luyện luồn ngón linh hoạt để cho các bạn tự luyện luồn ngón làm ra cho linh hoạt là được nhá, không phải bắt buộc phải theo mình. Ngón các bạn cứ làm sao mà để cho mình chơi một cách tốt nhất là được. La này, si đô rê mi son si la, được chưa? Rồi ghép vào đô si la fa la đô mi. Cái đoạn này là có thêm một cái hợp âm là mi thứ bảy, để lót lót xen giữa để đệm kết cái câu dạo này nhá. Về la thứ, mi thứ bảy thì là mi son si re, mi son si re. Rồi được chưa? Lại hai câu này, hai câu và thay tiếng nha. Tiếng đầu mình dùng tiếng saxophone chẳng hạn, tiếng thứ hai mình dùng tiếng violon chẳng hạn, ví dụ vậy thôi. Còn các bạn tùy theo dòng nhạc các bạn dạo.
Vậy thì chúng ta dậu xong rồi chúng ta hát được bài nào không? Rất nhiều đúng không? Đó chẳng hạn như vậy, hoặc là rất nhiều bài hát các bạn qua lại cứ giọng thứ là các bạn cứ đè cổ nó, mà không biết intro các bạn cứ đè cổ cái câu này vào ra các bạn dạ được chưa đó. Rồi đây là thứ mà ví dụ như nữ ca hay nhiều mà các bạn không đánh được thì các bạn có thể chan tông xuống chan tông lên để cho phù hợp với giọng, thế thôi. Đó là cái câu intro, mình vào lại một lần nữa này. Nhớ là khi chuyển câu thay tiếng thì chúng ta nên báo trống nha, bấm báo trống vô trống để nghe nó hay hơn. La luôn cũng được, mà các bạn vuốt một quãng tám là do mi la này. Đó, cũng được. Đấy nhá. Mi la. Được chưa? Đó là một cái câu dạo intro mẫu cho chúng ta theo cái vòng hòa âm của giọng la thứ. Đó, la re son do fa si mi la. Đó. Thì cái vòng hòa âm này là vòng mà chúng ta cần phải biết. Bởi khi chơi ban nhạc thì chúng ta cũng dạo và cũng có thể dạo theo cái vòng hòa âm này là cả ban nhạc theo biết luôn. Đó. Nghe dạo cái là bây giờ em dạo câu hợp âm vòng này là cả ban nhạc là họ sẽ đi theo đúng cái hợp âm như thế này luôn, cái vòng hợp âm này này luôn. Đó. Thì buổi sau mình sẽ thêm một số vòng hợp âm nữa cho các bạn để các bạn nắm nhé. Rồi tiếp theo là cái câu dọ mỗi mẫu 2, tức là câu gian tấu chẳng hạn nha. Là mình có thể ở đây mình có thể chọn cái tiếng guitar lead đi nha, để cho nó phong phú thêm. Guitar lead thì mình sẽ chọn cái feel nó cao trào hơn. Si do re mi 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 fa re à, trùm ba đen này, hai nốt một phách này, hai nốt một phách này, đây là nốt kép này, thấy chưa? Mi la son la si do mi la son cho thăng nhá, mi la son la si do chậm nha, mình cho chậm tempo chậm lại đi. Một này, một này, hai ba, phách thứ ba mới mà vào này nhá, một hai ba mi la son la nhá. Hai ba
la do la si do re mi này, mi 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 ba re, re mi ba do la si do re 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 mi do. Rồi ghép gì vào này, 1 2 3. Ghép vào hợp âm cũng là vòng như vậy thôi đó, cũng là re son do fa si mi đó. 1 2 3. Đó, chúng ta chú ý là trên chỗ này nốt fa này chúng ta kéo bên lại đánh nốt mi, và chúng ta kéo lên đây bên lên fa này kéo nửa bên thôi. Thấy chưa? Mi fa mi re. Kéo bên này, chúng ta kéo cái bên lên xuống một lên một cái. Nếu mà bên dọc thì chúng ta đẩy lên nửa nửa cung thôi nhá, một xíu thôi. Còn bên ngang thì chúng ta gạt sang phải. Rê mi đập một cung nhá, chúng ta đẩy hết cả bên luôn. Hết bên là bên 2 đấy nhá, bên 2 chứ không phải là bên 3 là đẩy hết bên là không được. Thường chúng ta dùng bên 2 thôi à. Đó, re mi re do. Đó, chúng ta luyến như vậy thêm thì nó hay hơn ha. Đó, lại này. Tiếp tục thử câu tiếp theo này. Ở đây là đô này, si là đô, si là đô, si là si đô mi rê à. Đô này, si là đô, si là đô, đô. Chúng ta chuyển lên lên quãng tám này đi. Đô si là đô, si là đô, si là si đô rê mi rê. Thấy chưa? Sẵn rồi, hợp âm đó sẵn rồi nhé. Re do si re do si re do si do re mi fa mi. Đó, mi này, si là son này, son thăng nhé. Si là son, mi si do la, mi si do la. Lại này, lại từ câu đầu này. Do này. Đô này, si là đô, si là đô, si là si đô re mi re, đô si re, đô si re, đô si đô re mi fa mi. Si là son, mi si đô la, mi si là son, si là son, mi si đô la. Pha trưởng suy thứ bảy giang nam mi bảy và về la thứ. Rồi các bạn ghép được, cập tập được thuộc câu rồi thì bắt đầu chúng ta bắt đầu mình ghép vào nhé. 2 3 4. Rồi, giao lại từ đầu nha.
từ đầu cái câu 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 một câu dạo này nha. Đó chính là 1 2 3 là kéo band lên cũng được nha. À, các bạn mà không ấy được thì cứ đánh bình thường, còn không nếu mà hay hơn thì cũng kéo band. Mi si do si la, kéo nửa cung thôi. À, si lên đô có nửa cung, chúng ta chỉ kéo nửa cung thôi. Kéo hết cả band là nó lên đô thăng luôn á. Đó. Đó thấy chưa? Kéo nửa nửa band thôi. Đó. Thì chúng ta đây là đang tập với cái điệu rumba nhá, bây giờ mình chuyển sang slow rock chẳng hạn thử coi nhá. Chúng ta mình chuyển sang điệu khác thì chúng ta cũng theo một cái form như vậy thôi, nhưng mà cũng phải mình phải biến tấu thêm, kíp tiết tấu nha, để cho nó khớp đó. Hoặc là câu dạo thứ nhất đi chẳng hạn, câu dạo thứ nhất thì slow rock rồi là các có thể dạo các nhiều điệu khác nữa như cha 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 chẳng hạn. Chúng ta có thể hát dạo để mà hát mẫu để dành cho nhiều bài, nhiều điệu khác nhau theo cái câu dạo mẫu này. Đó. Thì chúng ta nếu thấy video này ý nghĩa hay thì các bạn vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ kênh hộ mình nhé. Chúng ta cùng like, đăng ký và chia sẻ để mình có thêm động lực mình làm nhiều video tốt hơn, bổ ích hơn để cho các bạn. Xin chào các bạn.